Đối với những bạn nào đang sở hữu chiếc iFi Go Blue thì chắc hẳn đã từng trải qua cái cảm giác khó chịu khi mà em nó không hề được trang bị sẵn kẹp áo để cố định như hầu hết các cái mẫu Bluetooth receiver khác trên thị trường. Mọi người đừng lo, giờ đây hãng đã cung cấp cho chúng ta một cái món phụ kiện để giải quyết vấn đề trên. Cùng mình tìm hiểu trong video này nha. Sản phẩm này có tên gọi là iFi Go Blue Case. Đây là một cái bao da không những giúp trang bị cho Go Blue khả năng cố định mà còn đóng vai trò là một lớp vỏ bảo vệ khỏi những cái tác nhân gây trầy xước hay là va đập trong quá trình sử dụng. Phần khung chính được định hình bởi một miếng da màu xám được cắt gọt cẩn thận để vẫn giữ được cho chúng ta sự thuận tiện khi chỉnh âm lượng cũng như là cắm rút tai nghe. Ở mặt trước sau được ốp thêm một cái lớp da màu nâu nhạt và một cái kẹp nhựa to bản để mọi người có thể dễ dàng cố định nó lên áo hoặc là quai của túi xách, ba lô. Mẫu bao da này hiện đã có hàng tại Bakashop, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc là nhấn vào link bên dưới để mua hàng nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.